dạ chị, chị công ty em nhân viên công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Sơn Đông á chị, thì hôm nay em có giao cho mình một chiếc bàn thờ án rồng á chị, rồi chị có đánh giá về sản phẩm cũng như chất lượng gỗ cũng như chất lượng mẫu mã bên em không chị? Nói chung thì bên công ty của em chị cũng mua hàng rồi, nhưng mà mẫu mã thì nó rất đẹp, thì với cách mà giao tiếp của nhân viên thì phục vụ cũng chu đáo, mẫu mã là hàng gỗ rồi này kia, nói chung là sản phẩm nào cũng không tốt. Cũng cảm ơn chị và chúc chị có một năm tràn đầy sức khỏe và sao tốt lành hả chị. Dạ, chúc con là nhân viên bên công ty đồ gỗ Sơn Đông. Năm nay công ty con có dành cho mình mẫu và bàn thờ mẫu mã. Thì chị thấy cái mẫu mã của nó, cái chất lượng gỗ nó có hài lòng. Cái chất lượng gỗ thì có thật là gỗ nó là chính loại gỗ của nó. Đặc biệt thứ hai là chất lượng sản phẩm. Nó là phần mẫu mã để mình chú ý. Thứ ba là cô ơi, hôm nay cô giao hàng cho cô xin chút ý kiến về sản phẩm hơn được không? Dạ hả? Thì sản phẩm này cô thấy đẹp. Tốt. Cô thấy tốt đó. Ừ. Dạ. Ừ. Cô ơi, qua hai mặt công ty, con kính chúc cô á với gia đình có nhiều sức khỏe nha cô. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ. Anh cho em một tí xíu ý kiến về cái sản phẩm mình mới mua ở công ty em. Thì nó thấy đơn giản mà đẹp. Dạ, anh có dự định là giới thiệu cho bạn bè biết về bên công ty của em không ạ? Ok, bạn bè anh tới thì anh sẽ giới thiệu. Dạ, em có hài lòng với cái cách nhân viên của em phục vụ không ạ? Dạ, em cảm ơn anh, em thay mặt công ty em chúc anh được nhiều thành công và may mắn trong công việc. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị, em là nhân viên của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Sơn Đông. Thì hôm nay em giao cho mình một chiếc bàn vuông lượng gỗ đỏ 100%. Thì chị có đánh giá về chất lượng gỗ cũng như chất lượng chạm trổ của bên em chị? Nói chung là mình cũng đi tham khảo rất nhiều nơi và cuối cùng là mình quyết định mua sản phẩm của Sơn Đông. Sử dụng thì lâu dài mình chưa biết, nhưng trước mắt là về cái thẩm mỹ nhìn vào là mình rất ưng. Thế xin cảm ơn các bạn rất là nhiệt tình và vui vẻ, và tin rằng là cái sản phẩm của bạn sẽ là cái niềm vui cho gia đình mình. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em thay mặt cho công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Sơn Đông chúc mọi người gia đình mình có một năm tràn đầy sức khỏe và làm công tác bất lập nha chị. Đẹp làm cách tạo chất lượng mẫu mã thì hài hòa đẹp. Anh Hùng thấy phong cách phục vụ nhân viên của anh như thế nào? Nói chung là phục vụ tận tình vui vẻ. Dạ. Nói chung là như vậy là anh rất cái công ty của anh Đông. Cảm ơn anh chúc gia đình người dân kiếm thành công. Hôm nay là bên công ty con đến giao hàng thì cô chú như đã hẹn, thì cô chú cho con một chút ý kiến là bộ bàn ghế này á, tụi con giao cho chú có đạt được những cái tiêu chí ban đầu mà chú đưa ra hay không? Dạ. Thì chú thấy là công ty thấy mấy cháu đến một tiếp bắt cũng niềm nở. Theo như cái ý kiến của chú hài lòng. Theo cái ý của chú. Dạ. Nhưng mà chú chọn với lại đến ngày bàn giao chú thấy chú cũng hài lòng, không có ý kiến gì thêm. Cảm ơn công ty, cảm ơn ông cháu hơn. Dạ, công ty con luôn làm ra những cái sản phẩm và chất có chất lượng tương ứng với giá tiền. Thì sản phẩm lần này được con trao cho chú là bộ đào trong đợt giao hàng này con thấy cô chú rất là hài lòng, thì con rất mong rằng trong thời gian sắp tới chú sẽ giới thiệu cho bên công ty con hàng chú cũng mong muốn là bà con cho tới thấy sách thì chú cũng giới thiệu để công ty bán được hàng. Dạ, con cảm ơn chú. Cô chú thiệt là nhiều sức khỏe và con cái là bạn thành đạt và con được sắp tới. Thay mặt gia đình chú cũng cảm ơn các cháu. Dạ, cũng chúc các cháu sức khỏe. Dạ, là mang phát tài phát đạt. Cho chị thì anh chị thấy sản phẩm bên em như thế nào? Thì nhìn chung thì sản phẩm về ngoại quan thì mình thấy tổng quan thì mình thấy nó đẹp, quân bổ lên đều. Thì cảm ơn các bạn cũng nhiệt tình đến bác và hỗ trợ.
cảm ơn anh về những ý kiến đóng góp đây nha. Chúc là công ty ngày ngày phát triển nha. Thì em thay mặt công ty thì chúc anh về gia đình có làm nhiều sức khỏe và làm ăn tất cả. Dạ em là nhân viên của công ty đồ gỗ nghệ Sơn Đông anh. Thì hôm nay em có giao cho anh một chiếc bộ bàn ghế chạm lăn hai mặt tay 12. Sản phẩm được làm từ gỗ đỏ 100% á. Thì anh có đánh giá gì về chất lượng sản phẩm cũng như độ gia công của bên em không? Thấy độ gia công thì rất là đẹp. Nói chung là mỗi mã thấy ok, nói chung là chất lượng rất đẹp. Dạ. Thì anh có đánh giá gì phản hồi cũng như đánh giá gì khách hàng nhân viên bán hàng hay giao hàng bên em không? Nói chung là nhân viên giao hàng tận tâm, nói chung là vừa tốt rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, chúc anh một năm tràn đầy sức khỏe và làm ăn tài lộc. Dạ. Dạ, cô giáo hôm nay hôm nay công ty Sơn Đông giao một bộ ghế chạm nam lăng và một bộ anh. Chú cứ thấy sản phẩm của chú như thế nào? À, chú đi nhiều nhiều cái salon thì cũng thấy cái chỗ salon Sơn Đông này nói chung là mẫu mã đẹp, là giá lý, giá cả hợp lý mà rất là giá xảo. Dạ, bên nhân viên thì rất là tận tình, vui vẻ với khách hàng. Dạ, cũng rất thích điều đó. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ. À, chúc gia đình giàu sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thầy chú xin chúc công ty Sơn Đông ngày càng phát triển. Dạ. Thật nhiều sức khỏe và làm em phát đạt.
thì theo anh thì cái bộ sản phẩm của em có ý kiến như thế nào ạ? Thì tham gia cái chương trình này chỗ này cũng quá xem của công ty Sơn Đông là công ty trước mắt còn thấy riêng những người gõ dữ lắm mua bán thì không cũng cảm ơn mình tắm hai lần về bộ sản phẩm là bộ hôm nay con rất vinh hạnh được giao cho cô cái bộ bàn ghế ở qua lấy tay. Dạ cô ơi, cô cho một tí xíu về các sản phẩm cô mới mua với bên công ty con. Dạ cô cảm thấy cô có hài lòng không ạ? À, cái bộ bàn ghế này thì cô thích. Dạ. Cô mới mua mà nó làm mẫu mã cũng đẹp. Dạ về cái bên nhân viên phục vụ của tụi con đó, cô thấy là tụi con còn thiếu sót cái gì không ạ? Phục vụ thì tốt. Dạ. Nếu mà nó còn có bị vấn đề gì cô làm qua luôn cho tụi con thì tụi con sẽ chạy qua. Dạ con thay mặt công ty gọi tới tụi Sơn Đông, con xin cảm ơn cô chú. Và xin kính chúc cô chú là bạn anh nguyện thành đạt và gặp mọi điều may mắn. Dạ cảm ơn cô. Rồi cảm ơn con đó. Cảm ơn nha. Các nhân viên nhà hàng của Sơn Đông thì hôm nay giao sản phẩm cho và giờ đây sản phẩm của cô cũng như là lúc về đây là an sinh. Hay là
đông thì em xin cảm ơn tất cả những ý kiến mà anh đưa ra. Và cuối cùng em xin chúc gia đình anh thì nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Nhân viên bên Sơn Đông á, thì hôm nay bàn giao sản phẩm cho chị thì anh chị cho em xin ý kiến về phong cách phục vụ bên em, như nhân viên bán hàng với giao hàng như thế nào? Theo thì chị thấy thì công ty Sơn Đông này cũng được, tốt giao hàng cũng như là phục vụ chị đâu mày được em muốn sao giống như nói chuyện với chị lắm mà các chị tâm chỉ thấy nhân viên phục vụ cũng tận tình chú đáo. Thế còn bộ sản phẩm thì chị nhận xét sao? Chị thấy bộ sản phẩm này cũng tốt, được, đẹp. Yeah. Rồi, thấy không? Yeah. Rồi, em thay mặt công ty Sơn Đông cảm ơn. Rồi, cảm ơn mấy em. Công ty đồ gỗ nghề Sơn Đông á, thì hôm nay em có giao cho mình một chiếc giường cổ điển á, dài là 2m2, cổ dài là 2m, còn rộng là 1m8. Thì anh có đánh giá gì chất lượng của những mẫu mã bên đây không anh? Mẫu mã thì có là tốt. Thì cũng dưới cũng được rồi. Dạ. Bây giờ này cái gì là giới thiệu bạn bè ủng hộ em mà. Dạ. Dạ. Anh thấy bên nhân viên của em nó sẽ sao anh? Thì cũng gấp gáp con làm chứ không có gì. Dạ. Nếu là sao có vấn đề gì thì anh cứ điện alo thì cứ xuống. Và em thay mặt công ty chúc anh là gặp việc nhiều may mắn và công việc. Anh cảm nghĩ gì về cái bộ sản phẩm mới vừa mua? Thấy rất tuyệt vời. Dạ, thấy giá cả trên cao của phần dạy của người tiêu dùng. Dạ. Rồi anh có hài lòng về cái cách nhân viên với lại cách giao hàng quá của bên em không? Dạ, thấy giá cũng vui vẻ. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. Thì hôm trước thì anh cũng có theo dõi á, rồi tìm hiểu, rồi sau đó anh đến showroom rồi anh mới lên tặng xưởng coi, thì anh đang rất tin tưởng chỗ công ty, do đó là anh mới đặt một. Dạ, vậy sao anh có dự định làm sẽ giới thiệu các bạn về biết đến công ty em nhiều không? Chắc có, tại vì anh thấy cái sản phẩm em dưới. Dạ, lần cuối em xin thay mặt công ty em chúc anh là dồi dào sức khỏe, làm ăn